Đáng chú ý, theo Bộ phận Thường trực Ban chỉ đạo 389 thành phố, Hà Nội, riêng trong ngày 17 tháng 9 năm 2019, hai vụ việc có dấu hiệu vi phạm đã bị lực lượng chức năng phát giác. Cụ thể, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế nội bài phối hợp phòng 8 Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và chức vụ Bộ Công an, thực hiện các quyết định khám đồ giật theo các dẫn đơn trên chuyến bay của hãng hàng không của Airways. Qua kiểm tra thực tế các lô hàng phát hiện có tất cả 816 hộp sữa bột hiệu Actamin loại 800g trên dịp xuất xứ EU. Tại thời điểm khám không có đại diện của người nhận hàng có tên trên dẫn đơn nên chưa xác định đối tượng vi phạm. Đoàn kiểm tra bàn giao hàng hóa vi phạm cho công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa nội bài, lưu giữ tại kho, tiếp tục xác minh thông tin lô hàng để xử lý theo quy định của pháp luật tiếp đó, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế nội bài phối hợp với phòng 8 cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và chức vụ bộ công an thực hiện quyết định khám đồ vật theo thủ tục hành chính đối với dẫn đơn trên chuyến bay của hãng hàng không của Ata Qua kiểm tra thực tế hàng hóa phát hiện hàng hóa vi phạm gồm 1.232 lọ thực phẩm chức năng Osteocare, quen quên bi có xuất xứ Anh. Do tại thời điểm khám không có đại diện của người nhận hàng có tên trên dẫn đơn nên chưa xác định đối tượng vi phạm một tuần sau đó, tổ kiểm soát hải quan chi cục hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế nội bài nội bài phối hợp với đội một cục điều tra chống buôn lậu tổng cục hải quan, thực hiện khám đồ dịch theo thủ tục hành chính đối với lô hàng đang được tập kết tại kho hàng của công ty cổ phần nhà ga hàng hóa Anh. Tại thời điểm khám không có đại diện của người nhận hàng có tên trên dẫn đơn. Hàng hóa vi phạm gồm 43 chiếc máy tính sách tay hiệu Dell Precision, 4 chiếc máy tính sách tay hiệu Dell Precision đoàn kiểm tra niêm phong và bàn giao hàng hóa đã khám xét cho công ty cổ phần nhà ga hàng hóa ăn lưu giữ. Mới đây nhất, ngày 2 tháng 10, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế nội bài nội bài phối hợp với đội kiểm soát hải quan thực hiện khám đồ vật theo thủ tục hành chính trên chuyến bay của hãng hàng không Việt Nam Airlines. Tại thời điểm khám không có đại diện của người nhận hàng có tên trên dẫn đơn. Hàng hóa gồm 252 hộp sữa bột hiệu Pediasure, 68 lọ thực phẩm chức năng hiệu Boisland, QC. Đoàn kiểm tra đã niêm phong và bàn giao hàng hóa cho công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa nội bài, lưu giữ tại kho. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật. Xem bài gốc tại đây.